Rời công ty, Jack mất trắng loạt hit Bạc Phận và Sóng Gió. Nếu các ca khúc này được đăng ký bản quyền dưới tên công ty quản lý, nhiều khả năng Jack sẽ không được sử dụng để biểu diễn. Mâu thuẫn giữa Jack và công ty quản lý ngày càng căng thẳng, hiện nam ca sĩ vẫn phải nằm viện do sức khỏe suy nhược. Trong khi đó, đến chiều ngày 25 tháng 12, cây ICM và mẹ nuôi đã khóa trang cá nhân, phía công ty chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào. Jack đứng trước nguy cơ mất các bài hit. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin khác nhau liên quan đến tranh chấp giữa Jack và đơn vị quản lý. Mới nhất, có nguồn tin cho rằng nếu rời công ty, Jack sẽ mất trắng loạt ca khúc hot như Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình, Em Gì Ơi. Anh cũng không được sử dụng những bài hát này để biểu diễn. Trên mạng, các khán giả truyền tay nhau một danh sách được cho là các tác phẩm đã đăng ký bản quyền dưới tên công ty ICM, trong đó có loạt bài hát của Jack. Hiện thông tin này chưa được khẳng định, song các fan của Jack tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng đó là sự bất công đối với giọng ca chính ít. Thành viên bạn Huỳnh Anh bày tỏ, không được mang cả khúc đi biểu diễn, bài hát là do mình sáng tác, thật ốc ức, thương Jack. Người khác có chung quan điểm, không thể tin quyền tác giả cũng mất luôn. Sao có thể vô lý như thế? Đúng là Jack đã bị chèn ép. Bạn Nguyễn Nhật đưa ra dự đoán, có khả năng tác quyền của sản phẩm của Jack đã bị lợi dụng lòng tin mà bán cho công ty dưới dạng các bản hợp đồng mà Jack không để ý kỹ nội dung. Nếu thông tin tác quyền trên là chính xác, có thể nói Jack mất trắng toàn bộ gia tài âm nhạc trong một năm qua. Hầu hết ca khúc đều đạt hàng trăm triệu view, đặc biệt là Bạc Phận và Sóng Gió. Hai bản hit đều được nhiều người yêu thích. Chia sẻ với chúng tôi, một nhạc sĩ giấu tên cho biết, việc Jack có mất quyền sử dụng các ca khúc của mình hay không phụ thuộc vào hợp đồng đã ký với bên công ty và thỏa thuận bản quyền giữa hai bên. Có hai trường hợp xảy ra, nếu ca sĩ, nhạc sĩ chuyển nhượng quyền tác giả sang công ty, thì khi rời khỏi, coi như bạn mất quyền sử dụng. Còn nếu ký tên bản quyền là tên của mình, đương nhiên bạn vẫn được hát, mang đi biểu diễn bình thường, người này cho biết. Thông qua mạng xã hội, nhiều người hâm mộ động viên Jack cho rằng anh còn trẻ và có thể gây dựng lại từ đầu. Dù thực tế, để có được một bản hit gây xôn xao như Sóng Gió không phải là điều dễ dàng. Jack biết rời công ty, mình có thể sẽ mất tất cả, tiền cũng không có. Nhưng tôi nghĩ Jack đã quá mệt mỏi và không muốn chịu đựng thêm một sức ép, buồn làm việc áp lực như vậy, một thành viên mạng chia sẻ. Số tiền Jack được nhận quá ít so với các dê. Theo những thông tin rò rỉ, bắt đầu từ tháng 5, Jack và cây ACM gần như kín lịch diễn. Bộ đôi xuất hiện liên tục ở các sân khấu lớn nhỏ, đi diễn quán bar. Nguồn tin tiết lộ cách xê cho mỗi show dao động trong khoảng 50 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, từ khi về công ty, Jack và cây ACM đã ra mắt 5 MV chính thức và mới đây là MV Hoa Vô Sắc. Các sản phẩm đều đạt con số 100 triệu view. Theo nguồn tin, trong gần một năm làm việc chung, công ty quản lý chuyển khoản cho Jack 3 lần với tổng số tiền chưa đến 300 triệu đồng. Đồng thời, công ty cũng giữ thẻ ngân hàng của nam ca sĩ. Một số fan ruột của Jack còn chia sẻ thông tin rằng công ty quản lý tuyên bố sẽ chỉ trả lại trang Facebook cá nhân cho giọng ca chính ít khi chấm dứt hợp đồng. Các trang khác có thể kiếm tiền quảng cáo, đều thuộc sở hữu của công ty. Ngoài ra, Jack được cho là còn vướng món nợ khác là chiếc xe hơi mua trả góp trước đó. Những ngày qua, không chỉ fan, các ca sĩ trong giới underground và một số bạn bè cũng thể hiện sự ủng hộ Jack trên trang cá nhân. Ngây thơ cũng là một tội, không biết gì cũng là một tội. Nói chuyện với nó mà nước mắt rưng rưng luôn. Ai rồi cũng phải đến lúc trưởng thành. Bài học dành cho một cậu bé trở thành đàn ông. Một nhạc sĩ, streamer chia sẻ về Jack.